Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Và mình là Dương. Kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end, hàng siêu hiệu tuyển chọn. Thì ngày hôm qua thì mình có lên video hơi muộn, do là máy tính của mình qua bị hỏng, hơi trục trặc một chút. Tuy nhiên thì là lên video muộn, nhưng mà đến buổi sáng ngủ dậy thì cũng nhận được rất là nhiều cái tin nhắn, cái cuộc gọi từ những anh em, các chú, các bác có điện đặt hàng. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn đến các anh, các chú, các bác, anh em đã quan tâm, ủng hộ cho shop em có cơ hội để phục vụ anh em. Thì sau đây thì em xin lên video của ngày hôm nay. Thì video ngày hôm nay thì em sẽ lên 35 mã, từ mã D1 đến mã D35, cho anh em có cỡ áo polo size XL từ 1m65 đến 1m75, nặng từ 70 đến 80 kg. Em sẽ lên mã đầu tiên, mã D1. Mã D1 một em siêu phẩm rất mỏng của Dunlop. Áo Dunlop thì áo nào thế ạ, chất liệu rất là đẹp luôn. Con này chất cực kỳ mỏng, mặc rất là thích. Đây, cổ áo lên form rất là đẹp. Cúc của nó làm rất là chi tiết. Đây, cúc của nó họa tiết khắc rất là đẹp, logo thêu của Dunlop. Con này như kiểu như áo kỷ niệm ấy. Áo kỷ niệm mặc rất là nhã nhặn. Chú nào mặc rất là đẹp luôn. Này nó có cả túi này. Rồi, con này vai 47, ngực 47, dài 73, mã D1. Mã D1 ạ. Quên mất hôm nay video của em hôm nay thì là đồng giá 129k anh em nhé. Mua từ 2 sản phẩm trở lên thì em free ship ạ. Rồi, tiếp theo đến mã D2. Mã D2 một em sự kết hợp của Uniqlo và Michel Bastien. Đây, em này mặc rất là nhã nhặn, rất là dễ mặc cho anh em nào cao to đẹp trai. Áo có túi này. Con này là màu xám nhá, cổ nó màu tím. Vai 49, ngực 57, dài 73, mã D2. Mã D2. Đây, em này rất là mới luôn. Hai cung dự phòng. Tiếp theo đến của Athela. Con này màu kiểu màu xanh đen. Màu rất là đẹp, rất dễ mặc. Con này thì là vai 54, ngực 63, dài 79, mã D3. Mã D3. Con này không có mã anh em nhé. Đến mã tiếp theo của Uniqlo này. Màu xám này. Xám bạc này, con này rất là dễ mặc này. Màu này rất dễ kết hợp với đồ, dễ phối đồ, cái màu cơ bản. Đen trắng cơ bản. Màu rất là dễ mặc. Con này size XL này, vai 56, ngực 62, dài 74, mã D4. Mã D4. Tiếp theo đến một em mã D5. D5 là một em kết hợp của Uniqlo với Michel Bastien. Đấy, này hơi chim cò thì anh em ra sáng, mặc rất là đẹp, rất nổi. Đây, túi này. Ồ, rất là mới này. Vai 44, ngực 53, dài 71, mã D5. Uniqlo. Tiếp theo mã D6 ạ. Của em một Navi. Navi. Em làm kiểu áo châu Âu nhá, Navi này. Làm thêm đội tuyển rất nổi tiếng. Con này vai 49, ngực 55, dài 71, mã D6 ạ. D6 thì của áo nó làm ngang rất đẹp này. Đấy, anh em nào mà cao to thì mặc cái kiểu áo V là rất đẹp. Màu trắng thì là màu cơ bản rồi, rất là phối đồ. Mã tiếp theo là mã D7. Xlock này.
này rất đẹp luôn này, cho anh em là trắng da này, da trắng này. Con này là vai 48 ngực 59 dài 73 mã D7. Đây anh em nhìn cúc con này này, nó làm rất là đẹp này, quần áo và chất lượng này. Nó làm cúc của nó là làm rất là đẹp, cúc của này nó khắc này, khắc chữ rất là chi tiết. Mã D7 anh em nhé. Tiếp theo đến mã D8 này. Tachini này, check này. Con này kiểu thương hiệu của hãng, kiểu hãng xe tải. Con này vai 51, ngực 53, dài 71, mã D8. Mã D8 này anh em xem này. D8 này. Đây, tem nó rất là mới, sử dụng 100% cotton tông. Tiếp theo đến mã D9 á. D9 này. Steel wool này. Đấy, con này cổ áo nó làm cái màu rất là hợp với cái màu áo này này. Logo thêu này. Vai 47 ngực 53 dài 71 mã D9. Mã D9. Đây, tem của nó đây. Côn dự phòng này. Đấy. Tiếp theo đến mã D10 ạ. D10 một em cũng lại Uniqlo kết hợp này, trên Maxin này, XL này. Áo màu xanh này. Áo màu xanh. Này. Kiểu này cái màu xanh này mặc với quần bò rất là đẹp. Anh em mặc đi chơi này. Đi chơi rất là phù hợp. Mã vai 49 ngực 59 dài 79 mã D10 ạ. Mã D10 ạ. Tiếp theo mã D11. Con này cũng dễ mặc này, màu xanh này, xanh này có thêm họa tiết này. Đấy, xanh họa tiết này. Đấy, con này mặc kiểu theo phong cách kiểu hơi điệu một tí. Có túi này, túi này. Đấy. Vai 46 ngực 52 dài 71 mã D11 ạ. D11. Đây tem của nó đây ạ. D11 không đi quy lô. Tiếp theo mã D12. D12. Cái dáng áo kiểu nó có logo họa tiết thêu như này thì là cái hàng kiểu như là cho kỹ sư công nhân ấy. Đấy, con này hóa khí này, rất đẹp này, anh em mà mặc kiểu mặc đi làm ấy. Đi làm thời tiết nắng nóng. Đấy. Thì là rất là phù hợp, hoặc là đi chơi thể thao, mặc cái áo này rất là mát, hóa khí rất là tốt. Đây nó có các lỗ hóa khí này. Đấy. Những cái áo kiểu như này thì em chỉ bán 99k thôi anh em nhé. 99k. Em mã D12 52 59 70 52 ngực 52 dài 59 dài 70 mã D12. Tiếp theo đến mã D13 này. Đây Leron này, Sunlex này, sờ vào những cái hàng mà hàng hãng, hàng thương hiệu lớn nổi tiếng mình sờ một cái là biết ngay chất lượng của nó, thì những cái thương hiệu nổi tiếng thì nó còn mãi. Nó giống như kiểu như là những cái thương hiệu ô tô ấy. Em chú ý ví dụ như là chủ Rolls Royce chẳng hạn, hay là của Range Rover, những cái thương hiệu lớn. Thì những cái kiểu dáng old school như thế này, những cái con áo mà như này, kẻ ô tô, cái form dáng của nó mình nhìn nó vẫn đẹp mãi với thời gian. Cái áo cũng như vậy. Thì của những cái thương hiệu lớn thì chắc là người ta làm chất lượng rất là tốt. Đấy, chất vải của nó cực kỳ bền luôn. Đấy, mình mặc những cái áo mà của thương hiệu lớn thì là mình sẽ mặc được thời gian, giá trị sử dụng rất là cao. Đặc biệt là anh em mua áo này giá nó vừa rẻ mà chất lượng nó này vừa đảm bảo. Đây, đây nó làm cúc nó rất là hợp lý này. Ba cúc 4 này, cúc 2 làm chi tiết rất là tỉ mỉ, áo này cực kỳ đẹp luôn. Con này đúng siêu phẩm. Vai 56 ngực 61 dài 72 mã D13. Đây cho anh em nào, chú nào lớn tuổi mặc nào cũng đẹp. D13 chất liệu sờ là thích rồi. Rồi lại một em siêu phẩm nữa, Tasu Sport này. Đấy, con này làm áo nó làm rất là tỉ mỉ chi tiết. Áo vàng này chỉ cho anh em nào chúng làm ra là sáng này. Đấy, quần
nó là con này nó làm hai cúc ẩn ở dưới này, rất đẹp, hai cúc ẩn này. Đấy, túi này cho chú nào để kính này, đấy, còn là anh em nào để đồ. À, con này là vai 55 ngực 55 dài 74 mã D14 nhé, mã D14. Rồi tiếp theo này, lại một em Sunrise này, Origin này, bộ áo này rất đẹp này, Origin này rất dễ mặc này. Đúng là hàng của các nước phát triển thì bao giờ là cái chất lượng người ta, cái dân trí người ta cao, cho nên là thứ nhất là cái hàng fake này gần như là không có, và đa phần là của các cái thương hiệu lớn đó, thương hiệu thời trang lớn họ dùng hàng chất lượng nó khác hẳn. Con này vai 47 ngực 51 dài 70 mã D15, mã D15. Tiếp theo một em của Cry này, em này khóa kéo rất là đẹp này. Màu xanh rêu. Vai 55 ngực 58 dài 72 mã D16. Mã D16. Đây khóa kéo của nó đấy. Đấy. Mã D16 này, tiếp theo là đến với mã D17. Hollister. Tên khó đọc quá. Đấy con này áo hiệu anh em nhá. Hollister là 129.000 quá hợp lý. Con này rất dễ mặc mà. Sự kết hợp giữa màu đỏ và màu trắng. Đấy. Hollister này. Đây. Rồi chim thêu này. Đấy. Vai 46 ngực 55 dài 84 mã D17. Mã D17. Có áo nào mà em quên không sâu tác thì anh em cần thông tin về sản phẩm thì cứ nhắn tin Zalo nhé, cho em để em sẽ chụp lại, cần chi tiết như nào thì em sẽ chụp lại cho anh em, kể cả chốt lại con áo nào thì cần chụp ảnh như nào thì alo cho em. Hoặc là anh em nào mà phân vân mà chưa biết lựa chọn được cái màu áo nào cho mình nó phù hợp với da của mình này, hay là chiều cao cân nặng cao gầy như nào thì cứ nhắn tin Zalo em tư vấn nhé. Đây của em sóng ngang này. Sóng ngang này, con này màu nó hơi xanh xanh một tí, màu rất đẹp. Hơi xanh xanh một tí. Con này vai 48 ngực 57 dài 73 mã D18. Mã D18. Đã còn cực kỳ mới luôn. Mã D18 anh em nhé. Tiếp theo là một em màu đỏ Elbin này, Elbin này. Áo màu đỏ này. Của nó là cái màu xám này rất là đẹp, áo đỏ cũng xám này cực kỳ hợp luôn, logo thêu. Con này vai 45 ngực 55 dài 70 mã D19. Mã D19 á. Đây đặc nhật của nó đây. Một em của Best này, áo xanh này dễ mặc này. Con này chỉ 9k anh em nhé. Ra những áo kiểu nó basic, nó đơn giản mà nó chất lượng nó như nào thì em bán theo giá đúng như vậy. Thậm chí là nó còn anh em nào mà săn được thì có khi còn được giá hời hơn. 50, 55, 70 mã D20, 99k mã D20. Một em Uniqlo này, màu đen, đen mà áo kiểu lộ phong khí thể thao này. Vai 54 ngực 61 dài 72 mã D21. Mã D21 ạ. Hơi bóng. Tiếp theo đến mã tiếp theo. Mã D22. Mã D22. Mã em màu xám này, dễ mặc này. Chất con này thì rất là dày dặn. Con này vai 50 ngực 55 dài 71 mã D22. Đây, tặc chặt của nó đây. Hôm nay máy của em nó hơi bóng, dùng máy khác nên ra là cái tem nó hơi mờ, hơi bóng. Một chút anh em nào cần chụp ảnh kỹ hơn thì cứ nhắn tin nhé, tin Zalo nhé. Lightstone này, cái này này, cái này. Kiểu chất hàng hiệu này, Lightstone này.
em này vai 51 ngực 56 dài 71 này, mã D 23. Mã D 23. Màu sáng bạc ở dưới mặt này. À, tiếp theo mã D24. Mã D24. Đấy, em Cargon. Cargon này, con này rất đẹp này. Màu này mặc quần bò rất hợp này. Đây logo theo Kangaroo này. Vai 46 ngực 52 dài 70, mã D24. À, tiếp theo mã Uniqlo này, màu xanh này. Màu này rất hay. Uniqlo. Con này vai 43 ngực 51 dài 73, mã D25. Mã D25. Tiếp theo là của em kiểu áo, cũng là áo kiểu như là áo lao động, áo kiểu kỹ sư, công nhân. Đấy. Con này cũng 99k anh em nhé, giống hệt áo vừa nãy. 99k. Vai 54 ngực 60 dài 72, mã D26. Mã D26. Tiếp theo mã D27 ạ, một em Uniqlo này, màu tím, cho em nào da trắng, màu tím, vai 47 ngực 56 dài 68, mã D27 ạ, mã D27, mã D28 một em Viêm Boy này, con này hơi to, cực to, con này mã 99k anh em nhé, 62 này, mã vai 62 ngực 74 dài 76, mã D28. Mã D28 em màu xanh lá cây của Glimmer này. Glimmer chất rất đẹp luôn này, chất kiểu hoàng khí này. Đấy. Mặc đi thể thao này. Đấy. Chiều các chú anh đi thể dục thể thao, đi bóng chuyền này, rất là hợp này. Những áo thể thao thì mình lên mặc cái áo sặc sỡ tí anh em nhé. Đấy. Lên mặc sặc sỡ. Vai 55 là ngực 57 dài 70, mã D29. Mã D29 này, của Glimmer này. Tiếp theo này. Alex này. Con này rất là mỏng này. Vải lỗ hoa khí này. Vải rất đẹp luôn. 129k. Vai 48 ngực 53 dài 72, mã D30. D30, các anh chú mặc áo này rất đẹp luôn này. Tiếp theo này, đến cái Uniqlo này, lại dễ mặc này, màu vàng này, màu nhạt này, dễ mặc Uniqlo này, mình Việt Nam. Vai 46 ngực 56 dài 70, mã D31. Của Amber Crowby này, Vinted này. Con này logo theo này. Áo này màu xanh rất là dễ mặc này, cực kỳ mát luôn, chất em sở mát lắm. Lạnh luôn. Con này màu xanh anh em nhé, xanh đậm. Vai 47 ngực 54 dài 73, mã D32. Mã D32. Tiếp theo này, con em áo này Uniqlo, con này lại hơi điệu tí này. Màu thực tế nó tối hơn này anh em nhé. Anh em nào cần xem ảnh trực tiếp cũng có thể là inbox Zalo cho em. Vai 51 ngực 65 dài 74, mã D33. Mã D33. Tiếp theo mã D34. Em một vận của Rista này. Rista này. Con này vai 52 ngực 55 dài 74, mã D34. Mã D34. Rồi, mã cuối cùng ngày hôm nay ạ, mã D35. Một em màu xanh này, Edwin này, con này hiệu xịn luôn này. Edwin này. Hàng này mặc bao bền luôn. Mặc 575 không nghĩ, XL này. Anh em nhìn này. Đấy. Nhìn cái mác của nó thôi là sướng rồi. Đây, cái này nó có này. Vai 54 ngực 58 dài 75, mã D35. D35. Đây, đặt nhật nó đây. Rồi, vậy là em đã lên hết tất cả 35 mã áo Uniqlo Big Size của ngày hôm nay.
Thì cũng xin cảm ơn tất cả anh em đã chú ý theo dõi video của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn. Bye.